bây giờ mình sẽ qua tiếp cái dạng mà nó liên hệ. Dạng 3 tức là tìm Y0, Q0, rồi LC của mạch dao động điện từ. Rồi cái dạng 3 này mình sẽ biến đổi công thức một chút xíu. Đề nó cho, hồi nãy mình tính là Y0 thì bằng Omega nhân Q0. Các em biến đổi công thức chút xíu. Omega là 1 phần căn LC. Rồi Q0 thì bằng, Q thì bằng C nhân U. Q0 thì nó sẽ ứng với lại là U0. Ở đây các em sẽ có C mà đơn giản với căn C, thì mình sẽ còn là căn C chỉ là U0. Rồi vậy thì các em có Y0 sẽ là bằng căn C chia L nhân U0. Các em sẽ tính được cái U0. U0 thì mình lấy Y0 chia cho cái căn C chia L, chia là nhân nghịch đảo nó lên, tức là căn L chia C nhân Y0. Rồi đối với công thức này thì các em sẽ rất là lộn, dễ lộn giữa C chia L với lại L chia C. Thì giờ thầy chỉ cho các em cách nhớ, cách đơn giản thôi. L là la, C là con, Y. Vậy thì mình sẽ có cái cách nhớ là U la con Y. U là mẹ ha, mẹ la con đi. Vậy thì mình sẽ có là U là U0 thì bằng căn của la là L, con là C, Y là Y0. Rồi ngoài ra mình còn có công thức là Y0 thì bằng Omega, Q0 là bằng C nhân U0. Thì các em có thể suy ra được, ở đây mình suy ra được cái gì? Suy ra được là Omega bằng Y0 chia C U0. Cái này cũng dễ thôi, cái này các em cũng dựa vào công thức mà các em tính ra. Bây giờ thầy sẽ cho các bài tập ví dụ. Ví dụ 1. Rồi, một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kỳ T, biết điện tích cực đại Q0 thì bằng 10 mũ trừ 8 coulomb, và cường độ dòng điện cực đại là Y0 thì bằng 62,8 mA. Kêu các em tính giá trị của T chu kỳ. Thì nãy mình cũng học rồi ha, chu kỳ thì bằng tôi QY tức là 2pi Q0 chia Y0. Rồi vậy mình thế vô cái công thức này để mà mình tính ra cái chu kỳ T. Để qua đây luôn, T bằng 2pi Q0 chia cho Y0. Đó, tôi QY thì các em sẽ không có lộn giữa Q0 và Y0. Bây giờ mình đổi đơn vị đi. Đây là mA, mà các em đổi về ampere thì các em chỉ cần nhân với lại 10 mũ trừ 3. 2pi 10 mũ trừ 8 chia cho Y0, 62,8 nhân 10 mũ trừ 3. Các em bấm máy tính. Các em ra là 10 mũ trừ 6 và đơn vị của chu kỳ là giây. Thì khi mà đề nó cho điện tích cực đại, cường độ dòng điện cực đại, các em dùng công thức tôi QY. Còn nếu mà nó cho L và C thì các em dùng công thức là T bằng 2pi căn
LC. Rồi vậy thôi. Thầy kiếm một cái ví dụ khác cho các em làm cho quen cái dạng này ha. Rồi, cũng là cái dạng này, cái đề này luôn, nhưng mà người ta sẽ hỏi các em về tần số F thì tính sao? F thì nó là nghịch đảo của chu kỳ. Ở đây các em chỉ cần nhớ một cái thôi, tôi quy y, tức là nhớ cái chu kỳ thôi. Còn cái F thì các em đảo ngược lên. T là 2pi quy 0 chia y 0, bây giờ đảo ngược nó là y 0 chia cho 2pi quy 0. 62,8 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 2pi quy 0 10 mũ trừ 8 trong khi chờ đợi thì các em có thể dừng cái video này lại, các em bấm máy tính, các em đừng có nhìn thầy giải. Và khi các em bấm máy tính xong, các em có thể mở tiếp để coi có đúng với cái đáp số mà thầy tính ra hay không. Rồi, thầy tính ra là 10 mũ 6 hẹt. Tại do là hồi nãy thầy đã tính cái T rồi, là 10 mũ trừ 6, giờ đảo ngược lên là 10 mũ 6. Vậy thì các em thấy là tần số của mạch dao động điện từ nó như thế nào? Tần số của nó rất là lớn ha các em ha. Rồi bây giờ thầy sẽ qua cái dạng tiếp theo. Rồi mình sẽ qua tới dạng tiếp theo, đó là năng lượng trong mạch dao động điện từ. Trong mạch dao động điện từ thì nó có cái năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Năng lượng điện trường. Năng lượng điện trường của mình ký hiệu là WD. WD bằng 1/2 CU bình. Gọi tắt là nửa cũ cho các em dễ nhớ ha, nửa cũ. Rồi, có năng lượng từ trường. Năng lượng từ trường ký hiệu là WT, là 1/2 LI bình. Rồi, để dễ nhớ thì đọc là nửa lĩ. Và năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nó gộp lại, người ta có một cái năng lượng, đó là năng lượng điện từ của mạch dao động. Năng lượng điện từ ký hiệu là W sẽ là bằng WD cộng WT, tức là bằng 1/2, tức là nửa cũ bình cộng nửa lĩ bình. Thì các em thấy nó có sự chuyển hóa qua lại giữa điện trường và từ trường. Điện trường tăng thì từ trường, năng lượng từ trường sẽ giảm. Bây giờ nếu mà năng lượng điện trường cực đại thì năng lượng từ trường sẽ bằng 0 và ngược lại. Vậy thì các em có năng lượng điện từ nó bằng năng lượng điện trường cực đại, hoặc là bằng năng lượng từ trường cực đại. Năng lượng điện trường cực đại nó sẽ là bằng nửa cũ không bình, tức là cái U này nó sẽ là U0, tức là U cực đại. Và năng lượng từ trường là nửa lĩ không bình. Ngoài ra mình còn có một công thức là V0 chia cho nửa V0 chia C. Và nó là một đại lượng bảo toàn nên cộng lại thì nó là hằng số. Các em cần lưu ý quan trọng là năng lượng điện trường và năng lượng từ trường sẽ biến thiên
với chu kỳ, thì gọi là T phẩy đi, thì bằng T chia 2 số 2 và tần số F sẽ bằng 2 lần F omega sẽ bằng 2 lần omega. Đây là một cái lưu ý quan trọng. Nó giống như là cái dao động điều hòa, động năng thế năng 1/2 kx bình gì đó. Các em hạ bậc nó xuống. Thì này cũng vậy, mình cũng hạ bậc. Rồi bây giờ thầy cho một số bài tập ví dụ về cái năng lượng điện trường, năng lượng từ trường. Ví dụ. Cho mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung C bằng 5 microfarad và một cuộn cảm thuần có độ từ cảm là L 50 mH. Biết điện áp cực đại. Điện áp cực đại trên tụ là U0 bằng 6V. Tìm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường, điện trường là WD. Khi điện áp trên tụ điện là 4V. Rồi. Mình đã học năng lượng điện trường rồi. Năng lượng điện trường là WD sẽ bằng nửa cũ. Ở đây U của mình bằng 4V. Các em đổi cho thầy cái điện dung C microfarad, đổi ra farad là 5 x 10 mũ trừ 6 farad. Rồi độ từ cảm L 50 mH thì nó là 50 x 10 mũ trừ 3 Henry. Rồi volt của mình vẫn để nguyên. Rồi các em thế số vô. 1/2 C là 5 x 10 mũ trừ 6. U của mình là 4 bình. Rồi các em có thể bấm ngưng cái video này, các em bấm máy tính để các em suy ra. Rồi sau đó các em sẽ coi. Rồi các em bấm coi giống đáp số với thầy không nha. Rồi thầy bấm ra là 4 x 10 mũ trừ 5 và đơn vị của năng lượng điện trường đó là joule. Bây giờ năng lượng từ trường WT thì nó bằng nửa lĩ. Ở đây mình chỉ có L thôi, tức là độ từ cảm L, mình không có Y. Giờ mình làm sao để mình tính cái năng lượng từ trường này? Ở đây nó có cái U0, tức là mình có thể tính được năng lượng điện từ. Mình có năng lượng điện từ thì bằng năng lượng điện trường cộng năng lượng từ trường. Thì từ đó các em có thể suy ra được cái năng lượng từ trường sẽ bằng năng lượng điện trường, năng lượng điện từ trừ đi cho năng lượng điện trường. Rồi vậy thì các em tính cái năng lượng của điện từ là 1/2 C nửa cũ không bình trừ năng lượng điện trường 1/2 nửa cũ. Ở đây các em có thể đặt 1/2 C làm nhân tử chung. Trong ngoặc nó sẽ là U0 bình trừ đi cho U bình. Rồi thế số vô. 1/2 C là 5 x 10 mũ trừ 6. U0 là 6 bình, U là 4 bình. Rồi các em bấm máy tính. Ra là 5 x 10 mũ trừ 5 đơn vị là joule. Rồi mình thêm một cái ví dụ nữa.